Đây này Suhao, cái này là cái quạt đó Suhao nhá. Ở trên này tự lắp hai cái ống này nè, là để xịn cái quạt này thổi trong này ra nè, là hơi nó sẽ ra đây nè. Đó, nó như này là nó mát ngoài này Suhao nè. À vậy hả? Bây giờ tớ sẽ cho đảo vào trong nha. Cậu cho vào đi. Đó. Ôi, mà đi học ngày đầu tiên về phải học bài mệt quá. Ngày mai phải lên kiểm tra 15 phút nữa chứ. Không biết Suhao giờ này đã học bài chưa nhờ. Nóng quá. Sao thời tiết ngày hôm nay nóng vậy ta? Đã hết mùa hè rồi mà thời tiết vẫn đang còn nóng. Chắc phải 340, 3 mấy độ C á. Nóng thế này làm sao học bài được nha. Hay là mình đi chế tạo cái quạt ta. Chứ nóng thế này làm sao mà học bài cho vô, ngày mai còn kiểm tra nữa. Để mình sẽ đi xem thử có cái dụng cụ gì không để chế tạo cái quạt cho nó mát. Nhà gì không có cái quạt gì cả, nóng quá. Ở đây có cái thùng nè. Hay là mình sử dụng cái thùng này với hai cái ổng này mình làm một cái quạt bằng nước đá đi. Là mùa này mà làm cái quạt bằng nước đá chắc siêu mát lắm nè. Ồ được á, bây giờ mình sẽ đi chế tạo. Đây, ở đây thì mình đã đục những cái lỗ như này nè. Để làm được cái quạt bằng nước đá thì mình đã đục hai cái lỗ như này và một cái lỗ to như này. Mục đích là mình sẽ gắn những cái thiết bị lên đây. Ở đây là có hai cái ống thì mình sẽ gắn vào hai cái lỗ như này. Đó. Và điều đặc biệt nha các bạn, mình sẽ tận dụng cái quạt của cái máy bắt muỗi mini này. Đó, cái máy bắt muỗi mini này mình sử dụng lâu quá rồi. Đó, nên là nó đã bị hư rồi. Cái quạt này rớt rồi nên mình sẽ lấy cái quạt này ra và tận dụng lại. Cái quạt này thì mình sẽ đặt ở vị trí đây. Đó. Nguyên lý hoạt động của cái quạt nước đá này sẽ là quạt giỏ này sẽ thổi từ đây vào. Bên trong này chúng ta đựng đá nha. Bên trong này thì chúng ta sẽ đựng nước đá trong này nè. Đó, rất là lạnh luôn, không khí rất là lạnh. Sau chúng ta đẩy lại. Xong chúng ta dùng quạt này nè, quạt hơi vào là nó sẽ đẩy ra ở hai cái lỗ đây nè. Đó. Thì chúng ta rất là mát luôn, kiểu như này nè các bạn. Đó. Đó, bây giờ mình sẽ cố định băng keo nến nha. Mình sẽ cố định cái quạt này và hai cái ống này bằng keo nến. Mình đã thử cái quạt này rồi, nó khá là mạnh luôn. Nhưng mà mình nghĩ là quạt là thổi đây, giỏ thổi đây nè, thì các bạn sẽ không thấy được. Nên là bây giờ mình sẽ gắn những cái sợi như này nè. Đó, như này. Khi giỏ mà thổi ra là những sợi này nó bay nè. Là các bạn có thể nhìn thấy được nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành gắn vào cho các bạn xem. Sau đó mình bật lên cho các bạn xem nha. Rồi, mình sẽ gắn lên đây. Đó, rồi. Bây giờ mình sẽ bật quạt lên cho các bạn xem sức mạnh của nó nha. Ồ, nó quay rồi nè. Đó, này các bạn thấy không? Đó, rất là mạnh luôn, rất là mát luôn. Đó, lúc nãy mình đã thử rồi nhưng mà sức giỏ á là nó không, các bạn sẽ không thể thấy được. Nên là mình sẽ gắn những cái sợi dây này lên để cho các bạn thấy nha. Nó rất là sướng luôn, rất là mát luôn. Nhưng mà bây giờ mình không có đá. Hay là bây giờ mình đem cái quạt này sang nhà Suhao xin đá ta. Xong rồi khoe Suhao luôn. À, được á. Được. Wow, cuối cùng mình đập cái quạt hơi nước này cuối cùng cũng về rồi nè. Cái này phải mang lên lớp mới được chứ. Chứ mùa hết mùa hè mà nóng như thế này thì sao chịu được. Mà không biết xài như thế nào nhỉ. Chú ơi. Ơi. Ở nhà không? Ơ, con Nguyên hả? Ừ. Vào đây. Tèn tèn tèn. Gì vậy? Hả? Con mang hải sản qua đây à? Ừ, tự mang hải sản qua cho cậu nè. Gì mà có con gì đâu mày? Sao mà ướt lạnh đâu mày? Mẹ đỡ mới đi du lịch về á. Ồ. Xong rồi mẹ đỡ mua gì mà ghẹ nè, tôm nè, mực nè. Ghê vậy? Ở đó đang còn sống đó xuống nào. Ồ, thấy con mang con gì qua đây? Tự mang hết luôn, mang sang cho cậu nè. Đâu mở ra xem nào. Từ từ để tự giới thiệu đã nè. Ở trên này còn thấy có cái quạt không? Quạt là làm gì đây? Cái quạt này để thổi mà thổi không khí vào á. Ờ. Cho tôm mực nó còn sống xuống nào. Nó bơi đâu á, nó đang bơi trong này nè. Ghê vậy? Ở trên này nữa thấy không? Nè, tao lắp hai cái ống thông hơi nè. Ừ. Để thoát khỉ ra đó. Ồ, mình giàu nha. Đây có hải sản ăn luôn nha. Ừ, do mẹ đỡ đi du lịch với mấy bà nhung nhựa đồng nát cùng xóm à. Ồ, ghê vậy. Ừ. Đây đồng nát cũng đi du lịch luôn. Ừ, chứ sao? Ghê nhờ. Ừ, đó. Sao? Bây giờ cậu ăn không? Ăn. Ăn luôn. Ờ, bóp đi. Ờ, cậu cũng mở ra đi. Xem nào. Ừ, có cái gì đâu. Ê, cậu nhìn đó hả? Cái này làm gì có gì? Thì cái này làm gì có gì, tự lừa cậu thôi chứ làm gì có gì trong này. Đây, cái này cái gì đây? Cái này là cái quạt đó chứ nào. Cái quạt đó? Cái quạt này là quạt nước đá đó, không phải quạt thường đâu. Là như nào? Nhà cậu có đá không? Có.
có hết. Bây giờ cậu xuống dưới đó cho tớ một cái giá đi. Đến đây tớ sẽ giới thiệu cái quạt cho tớ của tớ cho cậu biết. Ờ được nha. Đợi cho. Đây này con Nguyên ơi. Mấy bả này. Ờ rồi. Bả của tớ gói trong bịch này. À nhiều đã đấy. Nhiều đã như này chắc xài được lâu này. Ờ mà giờ bây giờ làm gì đây? Rồi bây giờ tớ sẽ hướng dẫn cậu cách sử dụng cái của tớ nha. Ờ. Đây này Suhao. À cái này là cái quạt đó Suhao nhá. Ở trên này tớ lắp hai cái ống này này là để xịn cái quạt này thổi trong này ra này là hơi nó sẽ ra đây này đó. Nó như này là nó mát bên này sao nào này. À vậy hả. Bây giờ tớ sẽ cho đá vào trong nhá. À cậu cho vào đi. Đó cái này thì tớ sẽ để trong này luôn đó. Wow, cho hết cả bịch vô luôn hả? Đúng rồi, cái này càng nhiều thì mình sử dụng càng lâu á sao nào. Ồ hay nha. Đó bây giờ mình để cái này lại, mình để kín lại như này nhá. À đó mình để khoảng thời gian 5 phút á. À. Cho cái thùng này nè chú Hồng, nó mát lên á, không khí nó tỏa ra trong cái thùng này nè, nó mát lên, mát lạnh á. Sau đó mình sẽ cắm điện cho cái quạt này nó quay. Đó, khi quạt quay á thì trong này sẽ tạo ra một luồng hơi á chú Hồng. Nó đẩy ra hai cái lỗ đây này nè. Rất là mạnh luôn nhá chú Hồng, rất khá là mạnh luôn. Cậu làm mấy cái tua tua này làm gì đây? Để xin là gió nó thổi ra để cho các bạn thấy là có gió thổi ra, với lại cũng là nhìn đẹp mắt luôn á chú Hồng. Thấy không? Nè chú Hồng. Đó, sau khoảng thời gian 5 phút thì cái thùng này đã lạnh rồi nè. Rồi bây giờ nhá, ta sẽ cho cậu thấy sự kỳ diệu của cái quạt này. Đâu? Nè, rồi bây giờ cậu để cái tay đây đi. Để đây nhá. Để xem có gì khác biệt không nhá. Ta sẽ đâm vào nè. Đó, bắt đầu hoạt động rồi kia chưa nào. Wow, mát quá không nghe ơi. Mát đúng không? Mát lạnh luôn á. Đó. Nè, cậu thử để tay qua đi. Rồi. Ô, mát ghê luôn á. Có đá vô lạnh kia ta. Cậu biết sao? Tại vì cái thùng này nè, là có đá trong bên trong á. Không khí nó mát á chứ không? Xong rồi cái quạt nó đẩy này, nó đẩy hơi mát ra đó. Nó đẩy mãi, cái này. Nó đẩy hết rơi xong nó luồn ra từ cửa này. Đúng rồi. Khi nào mà hết đá thì thôi. Khi nào hết đá mình là cho đá vào. Ồ hay nhỉ. Hay không? Nhưng mà cái này chỉ hướng về một hướng thôi à? À không, hai cái này có thể di chuyển được á chứ không? Di chuyển hả? Nó xoay qua xoay lại á. Lúc này là tớ thiết kế á, là tớ định là dán keo nền cố định lại luôn cho nó về một hướng á. Nhưng mà tớ nghĩ lại rồi nên tớ sẽ không cố định luôn mà tớ sẽ xoay như này nè. Đó ví dụ như cậu ngồi bên kia đúng không? Đúng. Tớ sẽ xoay qua cho cậu đó. Ồ hay vậy. Đó là cậu bên đó đúng không? Ồ mát ghê kìa con Nguyên ơi. Còn tớ bên này nè. Đó. Wow. Cái này là mình có thể sử dụng được hai người đó chứ không? Hai người sử dụng được luôn ha. Hai người hai hướng khác nhau cũng vẫn dùng được. Đúng rồi, nếu mà chỉ còn một mình tớ á thì tớ sẽ như này nè. Đó, thấy không? Ồ, cái siêu mát luôn đó. Siêu mát luôn nè. Mát lắm chứ không? Cậu biết sao mà tớ chế tạo cái quạt này không? Sao vậy? Tại vì á, lúc nãy tớ học bài á, nóng quá mà nhà tớ lại không có quạt. Cái quạt, tỏ được cái quạt nó hư rồi. Thó nên tớ chế tạo ra cái này, ngồi học bài cho nó vô. Còn cái quạt này cậu lấy ra đây? Cậu nhớ cái máy móc mũi mini hôm trước không? Máy móc mũi thần kỳ đúng không? Hôm bữa tớ về á, xài á, tớ bắt quá đầy mũi luôn. Cái xài lâu quá nó hư nên tớ tận dụng lại cái quạt. Cái bìa nó bị mục đi đúng không? Đúng rồi, cái bìa cứng á nó mục rồi. Nên tớ tận dụng lại cái quạt này. Mà sao cậu nghĩ ra làm được cái này hay vậy? Cái này không phải tớ nghĩ đâu. Cái này là tớ xem trên mạng đó chứ không? Xem trên mạng hả? Cái này là các anh chị làm rồi. Nên tớ học theo tớ làm thôi đó chứ không? Hay không? Hay đó. Công nhận mát thật đúng chứ không? Mát ghê đó. Đó. Thế mà chứ không? Hả? Cậu có cái gì kia? Cái này tớ mới đặt trên mạng về nè. Một cái gì á chứ không? Cái này là quạt hơi nước đó. Cũng quạt hơi nước hả? Cái này quạt hơi nước. Nhìn đẹp chứ không nha. Đẹp không? Cũng mà nó quạt ra nước hả chứ không? Cái này quạt ra hơi nước đó, giống như là khói vậy đó. Vậy chắc nó có nhiều chức năng lắm đúng không? Đúng rồi. Bây giờ cậu có thể giới thiệu cho tớ cũng như các bạn biết được không? Được chứ. Cảm ơn ơi, trước khi tụi mình review về chiếc quạt hơi nước này thì tụi mình có thử thách 3 giây nha các bạn nha. Trong vòng 3 giây các bạn hãy kéo xuống và like cho video này nha. 3, 2, 1, hết giờ. Đây này con Nguyên. Ở đây á, tớ mua được có kèm combo nè. Cái này là dây sạc nè. Dây sạc này giống như là của Samsung đó. Với điện thoại đều dùng được đó. Ủa cái này nó xài pin hả chú Hào? Cái này dùng pin sạc đó con Nguyên. Khi nào hết pin thì mình sẽ gắn vào đây nè. Ở đây có một cái khe nè, cho mình cắm vào đây. Và nó thêm một lọ nước nữa nè. Cái này giống như là chai thuốc nhỏ mắt vậy đó. Ủa, dùng nước rồi để làm gì á chú Hào? Cái lọ này để giúp cho mình nhỏ nước vào đây nè, để nó tạo hơi nước đó. Trên này có một cái khe này con Nguyên nè. Ủa mình đổ nước vào vậy rồi quạt nó không hư hả chú Hào? Không, cái này là chuyên để chứa nước đó con Nguyên. Chứa nước để phun ra đó. Bây giờ mình sẽ xịt nước vào đây nha. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đầy lại nè. Hay chú Hào nha. Bây giờ tớ sẽ bật lên cho cậu xem nha. Xem hơi nước nó phun ra như thế nào nha. Ở đây có công tắc này con Nguyên này.
Ủa tại đó là như này hai công tắc luôn là sao chú Hào? Một công tắc đây là quạt gió. Ví dụ mà không dùng nước thì chỉ bấm cái này thôi. Còn khi nào cậu dùng muốn dùng hơi nước á thì bấm vô đây. Bây giờ sẽ bấm hơi nước trước nha. Ồ hay nha, vậy là nó có hai chế độ luôn à. Ờ đây. Ồ tự nhiên này hơi nước ra được kìa. Này hơi nước này cậu thấy chưa? Vậy thôi. Ờ. Có hai chế độ. Đó, mạnh nữa nè. Hơi nước cực mạnh nè. Đó, tắt. Còn đây là quạt nè. Wow, mát ghê luôn sao? Mát không? Mát ghê luôn á. Nhưng mà chưa mát đâu, cái này còn 3 góc độ này cậu ơi. Này, mạnh hơn nè. Mạnh hơn nữa nè. Đó. À, cái này giống như cái quạt bình thường nó có 3 sổ đúng không sao? Đúng rồi, bây giờ số 1, số 2, số 3 đúng không? Đúng rồi, bây giờ tớ sẽ bấm hơi nước rồi nha. Ờ, cậu bấm hơi nào. Đó. Và cái quạt này đặc biệt nó có thể xoay được cậu ạ. Bây giờ tớ sẽ xoay nha. Đây nè, cái này công tắc bên này nè cậu nè. Khi mình xoay qua như thế này á thì nó sẽ quay qua quay lại giống như là quạt kia vậy đó. Ủa nó đang quay kìa. À. Đó. Ô hay nha. Ừ. Và nó rất là mát luôn, pin này rất là lâu luôn cậu ạ. Ồ, đã xuống nào nha. Ờ, đã không? Ồ, đây nè, tự nhiên thấy hơi nước quá trời nè. Hơi nước bốc lên nè. Ờ, nó giống như mới làn khói vậy nha. Đúng rồi, giống như khói á, nhưng mà rất là mát luôn, chứ không phải là nóng. Ê, Xu Hào ơi, có biết sao không Xu Hào? Hả? Hơi nước này á, nó rất là mịn luôn, giống như là... Giống như hạt xương vậy đó. Hạt xương nó không có tay luôn nè. Ờ. Hay nha. Cái này nó tỏa đều ra trong không khí á. Ờ. Cái ẩm, tạo ẩm không khí rất là thoải mái luôn. Ồ hay nha. Ê sao tự nhiên thấy những cái chân này nè. Ờ. Nó còn giống cái kẹp đây là để làm gì sao nè. À. Kẹp đây nè. Cái này hả? Hả? Cái này ví dụ mình ngồi ở bàn học á, mình có thể kẹp vào đây nè. Đó. Ô. Cố định nó đây. Này cho nó xoay này nha. Hay nha. Bây giờ cho xoay nè. Ờ, cậu cho xoay xem nào. Đó. Ồ hay nha. Ừ. Ô nè, mát ngay luôn á. À, ví dụ cậu có cái bàn cao cao đúng không? Ừ. Cậu gắn lên cái bàn cao hoặc cái kệ sách gì đó. À. Là nó sẽ rọi xuống là rất là mát luôn. À đúng rồi, đúng rồi. Cái bàn học của cậu á, có cái kệ đây nó, cậu đặt đây nó đúng không? Đúng rồi. Cậu rọi xuống á. Ừ. Cậu chịu trong cậu á, mát ơi là mát luôn đúng không? Mát luôn, mát lắm. Ừ. Mà đây này hình như cái này tôi thấy hình như nó có điều chỉnh lên xuống được này đúng không? Này. Ừ đúng rồi. Cái này có thể điều chỉnh được 90 độ đó. À, là nó giống như cái quạt bình thường đúng không? Ừ, đúng rồi, giống như quạt lớn của mình dùng bình thường đó. À, hay nha. Ừ. Nghe chưa học. Hả? Ngày mai đem lên lớp và thay lên Nhi đi. Ờ, à, được. Ừ, không biết mày cái này không biết sao mà trời nóng kinh khủng ha. Ờ, à, không biết là hết hè mà sao mà nóng vậy ta. Ừ. Trời hầm hầm mưa mưa này chứ. Mà cậu lo học bài nha. Ừ. Ngày mai có tiết sinh á, kiểm tra 15 phút đó. 15 phút đúng không? Ờ, không bỏ cô nói đó, 15 phút á. À, tao ôn rồi. Ôn rồi hả? Ừ. Ồ, ghê ta, bữa nay chăm học cái ta. Cái đó dễ nhớ mà. Tớ này tớ chưa học xong nữa. Vậy hả? Tớ nóng quá, cái tớ đi chạy tạo cái quạt này nè. À, chắc lo chạy tạo chứ chưa học bài gì. Ờ. Vậy thôi, về học bài đi. Ờ, bây giờ tớ đi về học bài đây. Ờ. Có gì ngày mai cậu mang lên nha. Ờ. Rồi mình chơi chung nha, mình hưởng chung nha. Ờ. À, thôi tớ đi về đây. Ê, đưa cho tớ cái gì á? À, cái gì á hả? Ừ. Ôi, đừng dịnh vô đây đâu, ngày mai là đại đấy nha. Ờ, thôi được rồi, bye bye nha.